xe cúp 50 nha anh em. Chiếc này thì Quang mới test rồi nha, máy đi cực kỳ nhẹ luôn, mặc dù là 50 nha mọi người. Máy đang nổ anh em, máy cực kỳ êm nha anh em. Này nhái cúp tum anh em, làm cũng rất là đẹp nha. Xe này thích hợp cho những em học sinh hay là những anh chị em cô chú chưa có bằng nha. Quang test một đoạn ngắn cho anh em xem, cho cả nhà xem nha. Mưa mọi người. Nó mưa chứ chạy nhẹ lắm mọi người. Xe đi nhẹ đầm nha anh em, không hú nha. Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang Xe Máy nha. Anh em vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tiệm cũng như để cập nhật thêm những mẫu xe mới Quang sẽ quay trong thời gian sắp tới nha anh em. Anh em có yêu quý kênh, yêu quý Quang thì bấm luôn biểu tượng like cũng như để lại một comment để giúp video của Quang tăng tính tương tác cho nhiều người cùng xem nha mọi người. Cảm ơn anh em ạ. Chúc anh em xem video có một buổi trưa vui vẻ và một ngày làm việc thoải mái nha mọi người. Mấy dòng 50 này qua nghĩ có rất là nhiều anh em cô chú anh chị trên kênh cần nha. Xe này Quang mới đổi với khách nha mọi người. Máy em gu nha nè. Xe là không có tiếng hú nha mọi người, đi nhẹ bóp nha. Tờ lòng chưa ra nè, tờ lòng xin nha mọi người. Thì chắc xe đi rất là nhẹ nha anh em. Nãy Quang đầu clip Quang cũng có test cho anh em rồi nha. Xe nó tiếng 50 chứ lòng của nó bên trong anh em khoảng 70 nha anh em. Bởi vì xe này anh em chạy hơn 50 rất là bình thường nha anh em. Test mấy chức năng cho anh em nha. Càng nè. Nhanh, nhanh đây nha anh em. Chạy sướng lắm nè, chạy nhẹ lắm. 50 chứ anh em chạy khoảng 7-80 á. Đèn nè. Đèn ở đây nha nè. Cực kỳ sáng luôn. Cái mẫu này giống mẫu cúp tum đó nè. Cúp tum sinh nhật á. Cái này hàng liên danh nhưng mà loại cũng khá tốt nha anh em. Đèn đèn nhanh. Đủ hết nha. Máy không có mấy khói. Đang ốc nè, đang xe ốc nè. Còn màu nha mọi người. Cam này cũng còn màu nha. Giấy tờ của xe nha anh em, Quang xin phép che tên chủ rồi nha. Số loại là CKD nè anh em. Xe liên danh nha mọi người. Năm sản xuất là đăng ký lần đầu là 20 tháng 11 2018. Đây, ngày cấp cũng là 20 tháng 11 2018, xe này là đúng một chủ luôn nha anh em, chính chủ nha. Bây giờ tiếp theo Quang sẽ đi cận cảnh từng chi tiết chiếc xe này để anh em cùng đánh giá với Quang nha anh em. Xe này có màu sơn xanh này, xanh bích nha anh em. Nước sơn là nguyên zin 100%,
Xe này là cam kết cho anh em là không sơn lại bất kỳ chỗ nào luôn nha. Tại xe này quan biết chủ mọi người, xe này một chủ luôn. Đầu lòng nè, đầu lòng là bao bích, nồi là bao bích cho anh em luôn nha. Nói chung là máy chưa chạm. Giò gà nè, giò gà nhúng rất là nhẹ nha mọi người. Nhúng nhẹ mà đầm im lắm. Quan test rồi. Nói chung tính ra nó hay anh em. Nhái các giống nha. Dành cũng dành xịn nè, KKTL nè, có tem đàng hoàng nha anh em. Dành cũng loại khá anh em. Dành Thăng Long anh em. Mà Thăng Long này không biết Thăng Long loại mấy nha. Đáp chợ đây. Tháng 7, tuần thứ 7 2018. Giỏ trước là tuần thứ 7 2018, giỏ sau là cũng 2018 luôn nha anh em. Nói chung là trước sau là zin đi xe một cặp nha, sườn là 011. Lốc người ta chủ kỹ gắn bảo vệ lốc nè mọi người, bây giờ hầu như không có bị khờn luôn. Nên là nó sơn zin luôn nha anh em. Quang đi cận cảnh cho anh em xem. Anh em nào thích chiếc xe này thì alo sớm cho Quang nha. Quang nghĩ sẽ không trụ lâu đâu anh em, tại vì hổng gài nhiều anh em cũng alo dặn Quang dòng xe 50 á, mà đặc biệt là dòng cúp này nữa. Đuôi cá liền lạc luôn nha mọi người. Xe này đồng hồ đi mới có 7-8 ngàn vậy anh em. Ngọc tán nè, còn sáng trưng nha. Quang quay có thể sẽ rất là chi tiết hơn những cái kênh khác nha anh em, bởi vì nó sẽ lâu hơn nha. Anh em xem video có gì thông cảm giúp Quang. Từng cây câm rồi anh em. Bạc đùm zin chưa nổ luôn ạ. Quang quay vòng cho anh em xem nha. Cái ba ga sau nè mọi người. Sáng bóng luôn nha anh em. Xe đẹp nhờ những cái chi tiết này anh em. Xe này phải được cặp phục ghim này mà nó nhái giống phục cặp phục custom luôn á, rất đẹp luôn nha anh em. Hoặc là anh em về có thể độ chế thêm nha. Gắn cặp phục ghim mà vô thì cũng được, nhưng mà nó dán xe nó hơi thô mà. Ốc tán còn màu hết rồi. 2018. 2018 bây giờ cũng 4 năm rồi nha anh em, mà anh em xem chủ xài cực kỳ kỹ, xe DS đó mọi người. Đi rất là ít nha, vì với lại người ta xài giữ gìn nha anh em. Sườn là không một chút mục nha anh em, nắp sườn đẹp hết trơn nè, cầu gấp đẹp luôn. Nước sườn zin 100%, không bắn tỉa nha mọi người. Bô này cũng bô tăng tiến, bô loại tốt nha anh em, bô tăng tiến thương hiệu đó giờ. Nhái tới cái nắp nhớt cũng giống hệt luôn nè mọi người. Lốc nồi nè, cái hiệu này là hiệu cúp đóng luôn nè anh em. Này hàng liên danh này cũng có nhiều loại nha anh em, có loại mà chất lượng loại 1, loại 2, loại 3 anh em. Theo quan đánh giá thì xe này chất lượng rất là khá nha anh em, máy đi sướng lắm, anh em lên test thử là bao ghiền luôn. Nó không có độ lì đâu nha mọi người, nó vẫn có độ bốc giọt nha mọi người. Dành câm đây, dành không một chút mục nha anh em. Trung quan kiểm tra hết anh em yên tâm nha, tôi khóa cổ cũng có nè mọi người. Dàn đèn này, y chang luôn nha anh em. Xe này anh em mua chạy đi uống cà phê cũng ok anh em, hoặc là mua cho con cái đi học, mua cho ông bà cha mẹ đi đi đây đi đó nha. Xe này thì bao chạy bao bền cho anh em luôn nha, đặc biệt là cực kỳ giữ giá, mấy dòng 50 anh em biết nó không có mất giá nhiều đâu anh em, nhưng xe này anh em bán là khá dễ nha.
anh em mua giá này có thể là hết lỗ rồi. Cái nắp xăng có ổ khóa luôn nha mọi người, muốn mở phải lấy chìa khóa chặn vô nha. Này, chống trộm luôn, khỏi sợ hút xăng anh em. Mọi người có bẩn cho anh em xem nè, bẩn theo xe nha mọi người. Nói chung xe này là zin hết anh em. Anh em xem video rồi để lại một comment đánh giá giúp qua nha. Đi qua lại một vòng rồi kết thúc video nha mọi người. Biển số 84 Tiểu Cần nha anh em. 84EH là ở huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh. Cùm giống luôn anh em. Nè anh xem cặp cùm nè. Bên tiệm Quang có hỗ trợ trả góp trong tỉnh đó nha anh em. Anh em có nhu cầu mua góp thì cũng alo cho Quang nha. Xe này mua góp không cần đưa trước đâu mọi người, tại số tiền ít mọi người. Rồi, ok. Quang xin kết thúc clip đây nha anh em. Clip cũng dài rồi. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Quang nha. Có nhu cầu thì alo cho Quang số điện thoại dưới góc màn hình nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Bye.